Vâng, Tân Ái xin chào các bạn. Chào tất cả các anh em. Hôm nay thì Quý Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu với các anh em chúng ta một bộ bao rề rất là khủng và rất là hiếm luôn. Đó là bao rề Victor. Thương hiệu này người ta hay nói vui là thương hiệu chó thổi kèn. Vâng, các bạn nhìn thấy trước màn hình cái bao Victor và cái rề Victor mới toanh. Dù rằng nó được sản xuất cũng khá là lâu, năm 1979 kia. Và chiếc bao là M507050 và bờ rề là P3030 mới toanh. Phía phía trên cái bờ rề này còn có những cái sơ đồ mạch hướng dẫn, sơ đồ mạch chi tiết rất đẹp, có nghĩa muốn nói là nước sơn zin còn nguyên nha. Rất đẹp các bạn. Và cái bao này cũng khá là khủng này. Cái bao này các bạn nhìn thấy này, khi mình bật đèn nguồn đó, đây là cái đồng hồ vụ này rất đẹp đây các bạn. Thí dụ như mình bấm đèn lên này, đây màu đỏ, khi mà đóng rờ le là chuyển qua màu khác rồi, đấy là chuyển qua màu màu xanh nha. Và bên này thì có hai nút loa này, chúng ta nhắn xài mà hai loa thì nút đèn này hay là một kênh khác đèn này đấy. Và con này công suất nguồn của nó là 330W và công suất ra loa là 150W trên kênh. Con bao này rất khủng, nặng đến 28,7 kg, gần 30 kg luôn, khá là nặng. Bây giờ các bạn xem phía sau này, phía sau ở bên trong và phía sau của hai cái sản phẩm này. Đấy, phía sau các sản phẩm khá là đẹp, khá là chỉn chu á. Phải nói cái rề cũng khá đẹp mà cái bao cũng khá đẹp. Cái rề này, cái rề Victor điện xài 100V nha. Và made in Japan. Có rất nhiều cổng vào. Các bạn xài đầu đĩa, đầu thắt, phono đây. Tuner AUXY rồi tap 1, tap 2 đầy đủ hết. Và đó là cái rề. Cái phần mạch phía sau người ta minh họa trên cái mặt máy nè. Rồi, bây giờ đến cái bao. Cái bao, các bạn thấy cái bao khủng không? Model của nó M7 7050. Công suất tiêu thụ điện là 330W, còn công suất ra loa thì mình tìm hiểu trên tài liệu của nó, thông số của nó là 150W trên kênh. Chạm loa được cực đẹp luôn, đẹp keng á, đẹp đẹp không chỗ chê, cái này đẹp không điểm trừ. Khá đẹp. Và bây giờ các bạn cùng Quý Nguyễn mở phía trong ra nha, mở phía trong ra xem như thế nào, ta làm sao nha. Và mình cũng báo giá luôn, cái bộ này giá ra đi của nó là 26 triệu, 26 triệu đồng. Bộ này thì mình chơi rất nhiều loa này, nó chạy 8 sọt xanh kem, xanh xanh đen nha. Bây giờ cùng tháo ra nha. Trước khi mình tháo ra, mình cũng có một cái thông tin của nó nữa, nó là mình quên nói với các bạn. Cái bộ này giá xuất xưởng của nó khá là cao. Con bao này giá 250.000 yên. Và con bờ rề là giá 70.000 yên. Cho nên giá nó rất cao. Một bộ này 320.000 yên tương đương khoảng 70 triệu tiền Việt Nam. Khoảng 70 triệu tiền Việt Nam đây nha. Khá là cao. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem nội thất phía bên trong. Con này thì nội thất là mình không phải mở nắp trên này mà mở nắp dưới các bạn nha. Bao rề chỉ đều mở ở dưới hết cho các bạn cùng xem. Vâng, bây giờ Quý Nguyễn tháo cái bao và cái rề ra, các bạn cùng chiêm ngưỡng, cùng khám phá phía bên trong của nó nhé. Nó mới, phải nói là nó mới như mới sản xuất luôn, nó mới toanh. Mà đặc biệt những cái bao này là mở cái nắp đít thôi, mở dưới nắp đáy của nó. Các bạn nhìn thấy này, những cái men của nó rất là mới. Ví dụ như các bạn nhìn thấy cái cục keo chỗ này, chữ bơ A này này, đó. Nhìn thấy cục keo rất là lạ hả? Zin của nó là vậy đó. Đấy. Những cái bolin của nó rất đẹp, biến trở rất đẹp những cái tủ này. Đấy, phía sau nhìn là các bạn, đấy. Mình phải dựng cái âm ly lên như vậy. Chỗ này cái hai cái tủ to lắm này. Hai cái tủ to to dữ luôn. Nhưng mà không mở được, mở là nó
hai cái tủ to như hai lũng bia đấy. Các bạn thấy cái tủ to dữ không? Rất to. Nhưng mà không mở ra được. Đấy. Còn có mặt trước của nó nè. Mặt trước của nó. Kín kín mít luôn. Như vậy. Các bạn để xem con này nó chạy 8 8 con sò xanh ken xanh đen ấy. Đây các bạn này đây. 8 con hả? 8 con, có 4 cái cục biển chợ này, 4 cục trắng trắng này. Là 8 con nha. Đẹp dữ luôn, đó là cái bao. Đây, mình phải nghiêng lên thế này. À, rồi. Tí rồi mình cho các bạn thấy phía sau này. Tất cả đều gì chạm loa mình nghiêng, nhưng mà mình ấn tượng nhất là hai cái tủ tủ to dữ luôn, to hơn hai lon bia, to như hai lon sữa bò nằm ở trong cái hộp này nhưng mở không được nha. Rồi đây là mình khám phá cái bao, bây giờ đến cái rề cũng mở nắp nắp đáy nè, mình mở mình cái nắp mình bỏ hết chứ này. Đấy, đây các bạn xem nè, cái rề quá mới luôn, phải nó mới mới dữ luôn. Đây các bạn, đấy rất đẹp, lúc nào Quý Nguyễn cũng phải mở ra thế này cho cái đây mình khám phá nha. Ở chỗ này có cái nắp nữa. À, đây cái nắp đây, để mình lấy cái nắp cho các bạn xem nè. Cái nắp mà một chỗ này, cái nắp này mở được đây, cái nắp này đậy đây nè, đậy sao đấy, đậy đây, cái nắp này chỗ này nè, đúng rồi đây, cái nắp đó nhưng mình mở luôn ra để cho các bạn xem độ mới của nó, mới dữ luôn. Cái tân phô của nó phải, nó cái rề mới, rề cái bao dựng mới đáng đáng đồng tiền bỏ gạo. Các bạn ở chơi mình hôm nay mình có những cái rề, những cái bao mới lắm. Những cái bao rất mới, những cái bao này ấy, các bạn nhìn phía trên này, bên hông á, cái này là bên hông. Rồi nhìn lại một lần nữa đấy. Rồi cái bao chẳng hạn như cái bao Mỹ này, cái bao này, cái bao QXC 900 này. Đây mình hai cái, bốn cái mình mới vừa bán một cái rồi, mới vừa bán tức thời luôn. Con này đến một rừng sò luôn, 16 con sò Motorola. Rồi ok, bây giờ mình đóng lại nè cho các bạn, mình test thử nhạc nha.